Jackson. Phòng này đẹp còn gấu hơn phòng gym, đẹp hơn rất là nhiều. Giới thiệu với anh em nha, súp điện 3 tấc. Súp điện 30. Cái này là bass đó của thằng Bob Audio, Bob Audio của Mỹ, bass này bass xịn nó luôn nè, bass 30. Cái Bob Audio mà cái mình làm lại cái này, thùng này là thùng mình lên đó ở mình ở đây. Mẫu thùng này dày cộm hơn, to hơn, đánh ra lực hơn cái mẫu gym rất là nhiều. Vô thùng này là thùng của CBL. Cái là đây, khi mình lắp vô thì nó sẽ ra như thế này. Đó. Rất là to, rất là ngầu luôn, mẫu của CBL. Phần mặt bo công suất phía sau. Bo này đánh mát công suất của nó là nó sẽ rơi vô 350W. Giải là từ 20 tới 700 Hz. Nên mình chỉnh được tần số với lại volume. Hôm nay đường tín hiệu vô. Nhiều vô. Này là đường âm thanh vô ra của nó chuẩn Canon này. Công tắc nguồn. Và ổ cắm nguồn. Có một cái thôi nha anh em nào thích cái súp này thì liên hệ mình tới cửa hàng coi rồi test nghe thử. Ưng thì lấy nha. 5,5 triệu một cái duy nhất. Bass súp là của Boy Audio nha. Boy Audio Mỹ xịn luôn, đây bass đây. Cho anh em tới coi thoải mái. Anh em nào mua thích tới bóc ra cho anh em coi kiểm tra chi tiết luôn. Chỉ có một cái thôi, rất là đẹp luôn. Thùng này nó sơn mình lên ở Việt Nam nè. Thùng Việt Nam mình đóng xịn luôn. Sơn này là sơn cát cộng với lại là sơn gai luôn, kết hợp hai cái này để mình soi kỹ cho anh em coi. Đó. Vừa cát mà vừa gai luôn, rất là đẹp. Đó.